Xin mời các bạn cùng lắng nghe lời Chúa. Lễ nhớ Thánh Đa Minh, ngày 8 tháng 8 năm 2024. Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Caesarea Philippe và hỏi các môn đệ rằng người ta bảo con người là ai. Các ông thưa, người thì bảo là Doan Tẩy Giả, kẻ thì bảo Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremia hay một tiên tri nào đó. Chúa Giêsu nói với các ông, phần các con, các con bảo thầy là ai. Simon Phêrô thưa rằng, thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hàng sống. Chúa Giêsu trả lời rằng, hỡi Simon con ông Zona, con có phúc vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mà khải cho con, nhưng là Cha thầy đấng ngự trên trời. Vậy thầy bảo cho con biết, con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy và cửa địa ngục sẽ không thắng được, thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở bấy giờ người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng người là Đức Kitô. Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy, người sẽ phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ, bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại. phê kéo người lại mà can gián người rằng, lạy thầy, xin Chúa giúp thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu, nhưng người quay lại bảo phê -rô rằng, hỡi sa tăng, hãy lui ra đàng sau thầy, con làm cho thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về thiên chúa mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người. Tạ ơn Chúa. Xin mời các bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người cùng nghe để lời Chúa được lan tỏa khắp mọi nơi. Cảm ơn các bạn nhiều.